Pháp sẽ là quốc gia đầu tiên hứng chịu đại họa. Những trận động đất và những siêu bão chưa từng có tiền lệ sẽ càn quét hành tinh. Ôn dịch lây lan nhanh chóng, 350 triệu người sẽ phải chết đi vì dịch bệnh. Thế giới sẽ trải qua 3 ngày đen tối. Trái đất sẽ vì thế mà trở nên hoang tàn. 3/4 dân số sẽ biến mất, một nửa dân số Pháp sẽ bị tiêu hủy. Lúc này, người thưa hơn khói, ám chỉ việc những người còn lại ít đến nỗi người ta phải đi rất lâu mới có thể gặp được một người. Nhưng đó không phải là chấm hết, nhân loại vẫn còn hy vọng một lối thoát. Đó là những nội dung sẽ được đề cập đến trong video của Tinh Hoa TV hôm nay. Hiện tượng lạ trên tượng Đức Mẹ Fatima và tiên tri những hình phạt mà con người sắp hứng chịu. Tháng 8 năm 2024, tại Bama, Đông Bắc Ohio, Hoa Kỳ, một lần nữa người ta lại được chứng kiến điều kỳ lạ với tượng Đức Mẹ Fatima. Đôi mắt của bức tượng đã cử động. Những người chứng kiến khoảnh khắc này đã nhanh chóng ghi lại bằng máy ảnh và họ gọi đó là phép lạ. Connie Lipthet, một trong những người chứng kiến hiện tượng này, nói rằng: "Tôi biết đó là một phép lạ vì tôi đã nhìn thấy Đức Mẹ suốt buổi. Chúng đã thực sự khép lại. Ý tôi là bạn thực sự có thể thấy lông mi của Đức Mẹ rủ xuống." Sự việc xảy ra vào một ngày thứ sáu tại Vương cung Thánh đường Thánh John Baptist ở Canton. Katie Moran, hội trưởng phân hội Tông đồ Fatima Thế giới tại Hoa Kỳ, cũng đã chụp ảnh bức tượng Đức Mẹ ở Fatima với đôi mắt mở rồi nhắm và tải lên mạng xã hội để chia sẻ với mọi người. Moran tin rằng những thần tích do bức tượng Đức Mẹ triển hiện ra là lời cảnh báo đối với toàn thế giới. Bức tượng Đức Mẹ Fatima được đặt làm vào năm 1947 theo yêu cầu của Sơ Lucia. Sự kiện lạ lần này khiến người ta nhớ lại câu chuyện ba đứa trẻ chăn cừu ở Bồ Đào Nha. Chúng đã lần đầu tiên kể về việc mình đã nhìn thấy Đức Mẹ Maria hiện linh ở Fatima vào năm 1917, tiết lộ những bí mật của địa ngục và những lời tiên tri về những cuộc chiến tranh. Sự kiện Đức Mẹ hiện linh lần đó cũng nhắn nhủ nhân loại: hãy đừng xúc phạm đến Chúa. Tiên tri Fatima. Khi nhắc tới ba chữ Fatima, nhiều khán giả có thể sẽ lập tức nghĩ đến lời tiên tri Fatima và một thần tích đã được hơn 70.000 người chứng kiến. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, tại thị trấn nhỏ Fatima, Bồ Đào Nha, cậu bé chăn cừu 10 tuổi Lucia Santos, em họ Jacinta Mato và em họ Francis của cậu, khi đang chăn thả đàn gia súc trong thung lũng thì đột nhiên đàn cừu đứng im bất động. Cùng lúc đó, một người phụ nữ mỹ lệ mặc y phục màu trắng bỗng xuất hiện trên không trung, toàn thân bà tản phát hào quang chói mắt vô cùng thần thánh. Người phụ nữ cầm một chuỗi tràng hạt trong tay, chắp tay lại hợp thập và nói với ba đứa trẻ chăn cừu rằng: từ lúc này về sau, hy vọng chúng sẽ đến nơi này để gặp bà vào cùng một giờ vào ngày 13 hàng tháng cho đến tận tháng 10. Người phụ nữ cũng dặn ba đứa trẻ chăn cừu rằng hàng ngày hãy nhẩm đọc những lời cầu nguyện tôn kính của Thánh Mẫu để nguyện cầu hòa bình cho bản thân và thế giới. Ba đứa trẻ chăn cừu tin rằng người phụ nữ đó chính là Đức Mẹ Maria. Thời điểm đó chính là vào thời kỳ Đại Thế Chiến thứ nhất. Cuộc chiến này là cuộc đối kháng giữa hai phe lớn. Một là phe quốc gia đồng minh do Đức, Áo Hung và Ottoman lãnh đạo. Phe còn lại là Pháp, Ý, Anh, Nga, gọi là phe quốc gia hiệp ước. Ban đầu, Bồ Đào Nha dự định giữ thế trung lập, nhưng khi chiến tranh lan rộng, nền kinh tế của Bồ Đào Nha bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên cuối cùng đã gia nhập phe quốc gia hiệp ước và chiến đấu chống lại phe quốc gia đồng minh. Khi ba đứa trẻ chăn cừu nhìn thấy Đức Mẹ, chúng vội vàng kể cho người lớn nghe những gì đã biết, nhưng không một ai tin. Họ đều cho rằng câu chuyện do lũ trẻ bịa ra. Cha mẹ lũ trẻ cũng giận dữ với chúng, thậm chí lũ trẻ còn bị đánh đòn. Nhưng ngay cả khi như vậy, những đứa trẻ vẫn một mực khẳng định rằng chúng không nói dối, rằng những gì chúng nhìn thấy không phải là hư ảo. Lâu dần, vì tò mò, nên một số người đã theo ba đứa trẻ đến thung lũng vào ngày 13 hàng tháng. Những người lớn không nhìn thấy Đức Mẹ xuất hiện, nhưng họ xác thực cũng nhìn thấy những hiện tượng không thể giải thích được. Họ bắt đầu có cảm nhận kỳ lạ về những hiện tượng thần kỳ này, và rồi ngày càng có nhiều người đến thung lũng hơn. Kỳ tích mặt trời. Vào ngày 13 tháng 10 năm 1917,
ngày cuối cùng mà Thánh Mẫu hẹn gặp bọn trẻ, có khoảng 70.000 người đã đến thung lũng. Nhiều người có mặt tại đó kể lại, lúc đầu bầu trời bị bao phủ bởi mây đen, rồi đổ mưa. Đột nhiên, các đám mây tách ra và một mặt trời xoay tròn xuất hiện. Nó vừa xoay vừa phát xạ ra ánh sáng đủ loại màu sắc. Một lúc sau, mặt trời đột nhiên từ trên trời hạ xuống, lao xuống mặt đất theo quỹ đạo hình chữ S, rồi đột nhiên lại thăng lên không trung và quay trở lại vị trí ban đầu. Quần áo người dân ướt sũng vì mưa cũng đã khô ráo một cách kỳ diệu. Sự kiện này được gọi là kỳ tích mặt trời. Rất nhiều người tin rằng đó là sự hiển linh của Đức Mẹ. Điều cảm động nhất trong toàn bộ sự việc là ba lời tiên tri bí mật mà những đứa trẻ được nghe lại. Bí mật thứ nhất về những gì nhìn thấy ở địa ngục. Bí mật thứ hai là tiên đoán về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và cuộc khủng hoảng của giáo hội. Bí mật thứ ba là tầm nhìn về sự tử đạo của các tín đồ và những đau khổ mà giáo hội phải chịu đựng. Bí mật này được công bố bởi Vatican vào năm 2000 và được cho là liên quan đến một cuộc tấn công vào Đức Giáo Hoàng. Các thông điệp và các hiện tượng liên quan đến Fatima đã được công nhận bởi Giáo hội Công giáo và đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử tôn giáo của Bồ Đào Nha và toàn thế giới. Và Fatima hiện nay là một điểm đến hành hương lớn. Nhiều người đến thăm để cầu nguyện và tưởng nhớ các sự kiện này. Những đứa trẻ đã tiết lộ bí mật thứ nhất và bí mật thứ hai cho công chúng biết từ rất sớm. Nhưng bí mật thứ ba bắt đầu Đức Mẹ yêu cầu đứa trẻ tên Lucia công bố vào năm 1960. Nhưng Tòa Thánh La Mã đã quyết định không truyền rộng thông tin này. Mãi đến 13 tháng 5 năm 2000, bí mật thứ ba mới được công bố cho thế giới biết. Đứa trẻ tên Lucia kể lại: "Tôi nhìn thấy một vị giám mục mặc đồ trắng. Chúng tôi cảm thấy ngài ấy là Đức Thánh Cha, cùng các giáo chủ, linh mục và tín đồ nam nữ khác đang leo lên một ngọn núi dốc. Trên đỉnh núi có một cây thánh giá lớn bằng thân cây. Trước khi đến, Đức Thánh Cha đã loạng choạng đi qua một thành phố lớn mà một nửa đã hoang tàn, nửa kia rung chuyển vì động đất. Ngài chịu đựng nỗi đau đớn và bi thương, cầu nguyện cho linh hồn của những thi thể mà ngài đã đi qua. Sau khi lên đỉnh núi, ngài quỳ dưới cây thánh giá lớn. Một nhóm binh sĩ bắn chết ngài bằng đạn và mũi tên. Cũng theo cách đó, những giám mục, linh mục, tín đồ nam nữ lần lượt chết. Giáo dân thuộc mọi tầng lớp và chức vị khác nhau cũng chết cùng. Dưới cánh thánh giá là hai vị thiên sứ, mỗi vị cầm một gáo nước thánh bằng pha lê để lấy máu của những người đã tử vì đạo. Họ tưới lên các linh hồn đang về với Chúa." Có một cách giải thích được công nhận rộng rãi, chính là rất nhiều người tin rằng bí mật thứ ba được Đức Mẹ ban cho là lời tiên tri về ngày tận thế. Đức Mẹ dùng thủ pháp tượng trưng để triển hiện sự suy tàn của tôn giáo, sự trỗi dậy của chính tín và những khổ nạn sẽ gặp phải. Còn có cuộc đại đào thải mang tính toàn thế giới mà nhân loại sẽ phải trải qua và sự cứu rỗi cuối cùng. Bức tượng Đức Mẹ ở Fatima được chế tác dựa trên lời mô tả của những đứa trẻ chăn cừu. Và giờ đây, khi bức tượng này một lần nữa nhắm mắt, phải chăng có điều gì mà Đức Mẹ muốn nhắc nhở mọi người? Sự trùng hợp sâu hơn trăm năm. Rất lâu trước sự kiện Fatima, một nữ tu người Pháp tên Marie Julie Zerheny cũng đưa ra một lời tiên tri về ngày tận thế và những gì bà ấy đã đề cập so với lời tiên tri Fatima và những dự ngôn của một số thầy thông linh có thể nói là rất trùng khớp, chúng thậm chí có thể khảo chứng lẫn nhau. Marie Julie Zerheny sinh ngày 12 tháng 2 năm 1850 tại Plain thuộc Pháp trong một gia đình nông dân và ngoan đạo. Khi bà được 3-4 tuổi, gia đình chuyển đến La Fronde. Là con cả trong gia đình có 5 người con, Marie bắt đầu tham gia công việc nội trợ ở trang trại từ khi còn nhỏ, chăm sóc các em. Cơ thể Marie rất yếu đuối. Ngày 6 tháng 1 năm 1873, Marie lâm bệnh. Bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư dạ dày hoặc là kết hạch ở ruột, khả năng sẽ chết sớm. Đến ngày 22 tháng 2, gia đình quay quần bên giường bệnh của Marie. Bà đã rơi vào trạng thái hôn mê và những người thân đang chuẩn bị nói lời vĩnh biệt. Nhưng chính vào lúc mọi người tưởng họ đã mất bà, bỗng Marie đột nhiên tỉnh lại. Bà nhìn những người đang khóc thương rồi nói: "Đừng khóc, con sẽ không chết." Sau đó,
Marie kể lại việc bản thân đã nhìn thấy Đức Mẹ trong bộ y phục trắng tinh khiết, đầu đội vương miện, đến bên bà nói rằng bà sẽ bình phục. Và rồi sau đó Marie thực sự khỏe lại. Vào ngày 15 tháng 3 năm 1873, Marie cho biết bà lại lần nữa nhìn thấy Đức Mẹ. Và lần này Đức Mẹ hỏi xem liệu Marie có nguyện ý nhận dấu thánh không. Dấu thánh hoặc dấu chúa là một thuật ngữ được các tín đồ Kitô giáo sử dụng để mô tả những dấu hiệu trên cơ thể, những vết thương hoặc cảm giác đau ở các vị trí tương ứng với những vị trí mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Rồi Marie đã chấp nhận điều này. Ngày 22 tháng 3, trước sự chứng kiến của nhiều nhân chứng, một tia sáng đã chiếu vào tay, chân và một bên thân thể của Marie, để lại những vết thương trên thân thể bà. Sự việc này ngay lập tức gây chấn động nơi ở gần xa quanh nhà Marie. Vào ngày 7 tháng 10 và ngày 25 tháng 11 năm 1874, Marie lại lần lượt bị thương ở đầu và vai. Những vết thương này đã ở lại với bà cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời bà vào năm 1941. Ngoài việc nhận dấu thánh, trên thân Marie còn xuất hiện một số hiện tượng chưa từng thấy. Chẳng hạn như bà bắt đầu hoàn toàn không thể ăn uống gì cả. Trong lần đầu tiên, Marie đã trải qua 94 ngày không ăn không uống, trong khi lần thứ hai kéo dài tới 5 năm, 1 tháng và 22 ngày. Và Marie cũng bắt đầu xuất hiện năng lực tiên tri. Bà nói rằng Đức Mẹ Maria và Chúa Giê-xu đã hiển hiện với bà nhiều lần, cho phép bà thấy được những sự tình sẽ phát sinh trong tương lai. Vào ngày 26 tháng 10 năm 1877, Marie cho biết bà đã nhìn thấy hai mảnh đất từng thuộc quyền cai trị của Đức được trả lại cho Pháp. Và sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc vào năm 1919, theo Hiệp ước Versailles, sau đó nước Đức thực sự đã trả lại Elsass và Lorraine đang tranh chấp cho Pháp. Ngay sau khi Thế giới thứ nhất kết thúc, khi mọi người còn đang đắm chìm trong niềm vui lặp lại hòa bình, Marie vào ngày 16 tháng 11 năm 1920 lại tiên tri sẽ xảy ra Thế chiến thứ hai. Bà còn dự ngôn thành công về cuộc chiến Algeria từ năm 1954 đến năm 1962. Vào ngày 17 tháng 12 năm 1881, bà Marie cho biết Đức Mẹ nói với bà rằng thời đại tội ác đã bắt đầu. Rất nhiều bà mẹ sẽ vô tình đối với những đứa con vô tội của chính mình. Đương thời, người ta không thể lý giải được câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Phải đến năm 1960, nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Ý, bắt đầu cho phép phá thai. Mọi người lúc đó mới hiểu ra. Bà Marie còn dự ngôn rằng nước Pháp sẽ trải qua một cuộc xâm nhập quy mô lớn của người Hồi giáo. Toàn bộ quốc gia sẽ gần như hoàn toàn biến thành Hồi giáo. Mặc dù nước Pháp hiện tại vẫn chưa đạt đến mức độ như bà Marie dự ngôn, nhưng người ta đã bắt đầu nhìn thấy những dấu hiệu của nó, không chỉ ở Pháp mà còn ở Đức và Anh. Thậm chí nhiều người còn kêu gọi thực thi luật Hồi giáo. Kiếp nạn ngày tận thế. Nhiều người đã tò mò muốn biết liệu Marie có được Đức Mẹ khải thị thêm về tương lai của thế giới hay không. Trên thực tế, Marie từng cho biết thế giới vì xúc phạm thần linh mà không lâu nữa sẽ bị trừng phạt. Những hình phạt này đầu tiên sẽ rơi vào Pháp, sau đó lan sang phần còn lại của hành tinh. Nói đến đây, nhiều người có thể sẽ thắc mắc tại sao hình phạt lại rơi vào nước Pháp trước tiên. Điều dễ thấy nhất là những gì vừa diễn ra tại Thế vận hội Paris năm 2024. Buổi lễ khai mạc của sự kiện này đầy rẫy những nội dung và hình ảnh bán bổ thần linh. Buổi biểu diễn sử dụng những diễn viên ăn mặc hở hang, những người chuyển giới, những kẻ khỏa thân. Và đáng tiếc hơn là việc mô phỏng bức danh họa Bữa tối cuối cùng của Leonardo da Vinci. Hình ảnh đầy sự bán bổ này đã khiến những khán giả chân chính và những người thờ phượng Chúa thực sự tức giận. Trong lễ bế mạc Olympic lại xuất hiện một nữ thần không đầu với đôi cánh gãy. Hết thảy những điều này phải chăng đã công nhiên xúc phạm thần trước mặt toàn thế giới sao? Quý khán thính giả có thể tìm hiểu kỹ hơn ở hai video mà Tinh Hoa TV đã đăng trước đó, có tựa đề Olympic Paris, bằng chứng cho thấy văn hóa ma quỷ đang lên ngôi, và thảm họa Olympic năm 2024, lễ hội khai mạc Thế vận hội của ma quỷ. Con người sẽ phải hứng chịu hình phạt nào? Trong lời tiên tri của Marie vào ngày 20 tháng 9 năm 1877 và ngày 4 tháng 1 năm 1884 đã nhắc đến những trận động đất và những siêu bão chưa từng có tiền lệ. Sau đó là việc mất mùa, khan hiếm lương thực, ôn dịch lây lan nhanh chóng và mưa máu sẽ kéo dài suốt 7 tuần.
thế giới sẽ trải qua 3 ngày đen tối. Tuy nhiên, những lời tiên tri của bà Marie không cho biết tất cả những điều này đến khi nào chấm dứt. Bà chỉ nói rằng những hình phạt này mang tính toàn cầu và sẽ không ngừng tiếp diễn. Trái đất sẽ vì thế mà trở nên hoang tàn. 3/4 dân số sẽ biến mất, 1/2 dân số Pháp sẽ bị tiêu hủy, người thưa hơn khói. Điều này ám chỉ việc những người còn lại ít đến nỗi, người ta sẽ phải đi rất lâu mới có thể gặp được một ai đó. Những lời tiên tri này của bà Marie khiến người ta không khỏi lo ngại. Và càng đáng lo sợ hơn khi rất nhiều những nhà tiên tri khác nhau đều ít nhiều từng đề cập về những sự tình tương tự. Nhà tiên tri Brandon Peace, người Mỹ, người nổi tiếng nhờ dự đoán chuẩn xác về vụ ám sát ông Trump cả 2 lần liên tiếp, đã từng cảnh báo rằng thần đã cho ông thấy một đại tai nạn đang đến gần, rất có thể sẽ xảy ra vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Nếu nó xảy ra, ngoài sự sụp đổ kinh tế, còn có những trận động đất cực lớn và dịch bệnh dữ dội. Ông nhìn thấy 350 triệu người sẽ chết trong ôn dịch. Gần đây nhất, ông Bix một lần nữa lại cảnh báo mọi người trong một video. Ông nói rằng đây là lời kêu gọi cuối cùng của thần. Ngoài những thảm họa mà ông đã đề cập trước đó, Bix còn cho biết ông còn chứng kiến một trận đại hạn hán xuyên suốt bờ biển phía đông và phía tây nước Mỹ. Sau đó xảy ra tình trạng thiếu lương thực, người ta thậm chí còn đi cướp bóc vì không có gì để ăn. Rất nhiều người bắt đầu trồng một số loại rau và trái cây trong nhà của họ vì không còn gì để bán trong các siêu thị. Ông Pix nhắc nhở mọi người nên bảo quản một số thực phẩm đúng cách và đổ đầy xăng cho xe của mình trong trường hợp cần di chuyển khẩn cấp. Mặc dù những dự ngôn về thảm họa này nghe có vẻ đáng sợ, nhưng những nhà tiên tri cũng cho biết đây không phải là ngày kết thúc của thế giới và nhân loại vẫn còn hy vọng. Ví như bà Marie nói rằng sau khi sự thống trị như địa ngục kết thúc, trên bầu trời sẽ xuất hiện những dấu hiệu, thánh vương sẽ xuất hiện, trên trái đất sẽ xuất hiện sự thống trị của thần thánh. Mặc dù bà Marie không nói rõ, nhưng từ mô tả của bà dường như có thể nhìn thấy, vị thánh vương này sẽ thống trị toàn thế giới, không chỉ một quốc gia hay khu vực nào đó. Ông Bix cũng nói rằng, ông nhìn thấy sau khi trải qua lần đại nạn này, mọi người sẽ tỉnh ngộ sâu sắc, trở về với sự thuần phát và một lần nữa có tín ngưỡng kiên định. Những rào cản giữa các giáo phái khác nhau sẽ được xóa bỏ, mọi người sẽ đoàn kết xung quanh thần. Có vẻ như nó thực sự có ý nghĩa là vạn pháp quy tông. Kỳ thực, trong những dự ngôn cổ xưa của cả phương Đông và phương Tây đều đề cập rằng thời mạt thế thần sẽ trở lại cứu con người trong thảm họa nước và lửa. Ví dụ, trong kinh Phật có ghi rằng Đức Chuyển Luân Thánh Vương sẽ hạ thế độ nhân, cũng có thuyết cho rằng tương lai Phật Di Lặc sẽ xuất thế. Quý khán thính giả thân mến, Tinh Hoa TV một lần nữa xin nhấn mạnh lại rằng con người là do thần tạo ra và được thần chăm sóc, bảo vệ. Vậy nên, những hành vi bất kính với thần chính là đang đưa nhân loại ngày càng gần với sự hủy diệt. Một xã hội suy đồi đạo đức và xa rời sự bảo vệ của thần Phật sẽ không còn lý do để tồn tại. Chỉ khi nuôi dưỡng lòng kính thần, con người mới sớm ngày thăng hoa đạo đức, tìm lại chính mình và sớm được cứu rỗi.